Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Thời sự tối nay, thứ ba ngày 6 tháng 8 của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chương trình hôm nay sẽ có những thông tin đáng chú ý sau đây. Triển khai bộ chỉ số đổi mới sáng tạo cấp địa phương năm 2024. Định hướng phát triển các khu đô thị quy mô lớn hiện đại. Hưng Yên quan tâm chăm lo cho nạn nhân chất độc da cam. Tăng cường diệt loang quang bọ gậy để phòng chống sốt xuất huyết. Bắt giữ 3 đối tượng nước ngoài chuyên trộm cắp tài sản tại doanh nghiệp. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức hội nghị triển khai bộ chỉ số đổi mới sáng tạo cấp địa phương năm 2024. Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Duy Hưng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Khoa học và Công nghệ tỉnh. Bộ chỉ số đổi mới sáng tạo cấp địa phương PII được Bộ Khoa học và Công nghệ phối hợp với Tổ chức Sở hữu Trí tuệ Thế giới và các cơ quan liên quan chính thức triển khai trên phạm vi toàn quốc từ năm 2023. Bộ chỉ số PII có 52 chỉ số chia làm 7 trụ cột, trong đó gồm 5 trụ cột đầu vào, phản ánh những yếu tố tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế xã hội dựa trên khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo. 2 trụ cột đầu ra phản ánh kết quả tác động của khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo vào phát triển kinh tế xã hội. Năm 2023 với 42,52 điểm, trong đó điểm đầu vào đổi mới sáng tạo đạt 41,02, điểm đầu ra đổi mới sáng tạo là 44,02. Tỉnh Hưng Yên đứng thứ 18 trên 63 tỉnh thành về chỉ số đổi mới sáng tạo. Để tiếp tục cải thiện và nâng cao thứ hạng bộ chỉ số PII, Ủy ban Nhân dân tỉnh ban hành kế hoạch số 106 cải thiện và nâng cao bộ chỉ số đổi mới sáng tạo cấp địa phương của tỉnh Hưng Yên. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Duy Hưng khẳng định, bộ chỉ số PII cung cấp bức tranh thực tế tổng thể về hiện trạng mô hình phát triển kinh tế xã hội dựa trên khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo, giúp nhìn nhận đánh giá đúng vai trò của khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo. Đây là xu hướng nhằm phát triển nhanh và bền vững. Do vậy, các sở ngành địa phương đơn vị trên cơ sở nhiệm vụ đã được phân công trong kế hoạch số 106 để tổ chức thực hiện, phối hợp tổ chức thực hiện cũng như tham mưu tỉnh để duy trì và cải thiện bộ chỉ số PII đạt mục tiêu kế hoạch đề ra. Từ đó phấn đấu hoàn thành mục tiêu thuộc nhóm 10 tỉnh thành phố đạt bộ chỉ số PII năm 2024 và duy trì thứ hạng này trong những năm tiếp theo. Trong tháng 7 năm 2024, tỉnh Hưng Yên đứng thứ 12 trên 63 tỉnh thành phố về kết quả tổng hợp bộ chỉ số phục vụ người dân, doanh nghiệp trong thực hiện thủ tục hành chính và cung cấp dịch vụ công. Tỷ lệ hồ sơ trực tuyến của các sở ngành, ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố tính chung trong toàn tỉnh đạt trên 92%, tỷ lệ thanh toán trực tuyến qua cổng dịch vụ công quốc gia đạt 88%. Tuy vậy, vẫn còn một số sở ngành có tỷ lệ nộp hồ sơ trực tuyến và thanh toán trực tuyến đạt ở mức thấp và rất thấp. Cụ thể, về dịch vụ công trực tuyến, Sở Giao thông Vận tải có tỷ lệ nộp hồ sơ trực tuyến mới đạt trên 43%, Sở Tư pháp đạt trên 38%, Sở Lao động Thương binh và Xã hội đạt xấp xỉ 67%. Về thanh toán trực tuyến, Sở Giao thông Vận tải có tỷ lệ thanh toán trực tuyến qua Cổng Dịch vụ Công Quốc gia đạt 2,7%, Sở Lao động Thương binh và Xã hội và Sở Tư pháp đạt trên dưới 30%. Tổ công tác đề án 06 tỉnh yêu cầu 3 đơn vị có báo cáo giải trình về kết quả triển khai dịch vụ công trực tuyến, thanh toán trực tuyến có tỷ lệ thấp như trên. Trong đó cần đề ra kế hoạch, phương án nâng cao tỷ lệ thực hiện nội dung này. Trung tâm Phục vụ Hành chính công và Kiểm soát Thủ tục Hành chính tỉnh phối hợp với Công an tỉnh và các đơn vị liên quan tổ chức kiểm tra đôn đốc các đơn vị có các chỉ số đạt thấp. Với mục tiêu đưa Hưng Yên trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trong quy hoạch tỉnh Hưng Yên thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, bên cạnh nhiệm vụ phát triển các đô thị toàn huyện, toàn tỉnh, thúc đẩy xây dựng chính quyền đô thị, văn minh đô thị, tỉnh Hưng Yên còn định hướng thu hút đầu tư phát triển các khu đô thị quy mô lớn, hiện đại để tăng nhanh tỷ lệ đô thị hóa. Tỉnh Hưng Yên sẽ chỉ đạo đẩy mạnh triển khai đầu tư xây dựng các khu đô thị lớn đã được phê duyệt như Ocean Park 2, Ocean Park 3, khu công nghiệp và đô thị dịch vụ Lý Thường Kiệt, khu đô thị phía Bắc, sông Điện Biên, khu đô thị sinh thái nghỉ dưỡng Phố Hùng Cường. Bên cạnh đó, tập trung đầu tư hạ tầng các đô thị mới, các khu vực phát triển đô thị huyện Văn Lâm, Vĩ Hào, Văn Giang, Yên Mỹ, Quái Châu, phát triển các khu đô thị bất động sản về phía Nam tỉnh, hướng đến thu hút nhân lực có tay nghề cao về làm việc và sinh sống. Thu hút đầu tư xây dựng khu đô thị dịch vụ thể thao quy mô gần 1.300 ha tại thành phố Hưng Yên,
khu đô thị bảo tồn văn hóa phục dựng phố Hiến Cổ quy mô 1.800 ha, khu du lịch đô thị sinh thái phía Nam huyện Phù Cừ quy mô 1.800 ha, khu đô thị MIC quy mô 500 ha tại huyện Yên Mỹ, khu đô thị Văn Giang hơn 460 ha. Đây đều là các đô thị xanh, thông minh, có quy mô vốn lên đến hàng chục nghìn tỷ đồng. Quy hoạch tỉnh cũng xác định chỉ tiêu đất để phát triển các khu đô thị đến năm 2030 là hơn 7.400 ha, tăng gần 5.500 ha so với năm 2020. 11 giờ hôm nay, Hồ Thủy Điện Hòa Bình mở thêm cửa xả đáy thứ tư. Như vậy, đến hiện tại, 4 thủy điện lớn ở miền Bắc là Hòa Bình, Tuyên Quang, Sơn La, Thác Bà đang duy trì 13 cửa xả lũ. Tổ chức thông báo ngay đến các cấp chính quyền, người dân, các tổ chức có hoạt động trên sông, ven sông, cơ sở nuôi trồng thủy sản, phương tiện vận tải thủy, các bến đò ngang, đò dọc, rà soát đảm bảo an toàn các công trình đang thi công, các hoạt động khai thác, tập kết, trung chuyển cát sỏi, biết thông tin xả lũ Hồ Thủy Điện Hòa Bình để chủ động các biện pháp phòng tránh đảm bảo an toàn về người và tài sản. Chỉ đạo kiểm tra rà soát đảm bảo an toàn đê điều, nhất là các khu vực có nguy cơ sạt lở để kịp thời phát hiện và xử lý sự cố nếu có. Tổ chức trực ban theo quy định và tổng hợp báo cáo đề xuất kịp thời phương án xử lý các tình huống bất thường có thể xảy ra trong quá trình xả lũ về. Chung tay làm vơi bớt nỗi đau da cam, những năm qua cùng với chế độ trợ cấp của nhà nước, Quỹ bảo trợ nạn nhân chất độc da cam các cấp trên địa bàn tỉnh đã trợ giúp hàng trăm nghìn lượt nạn nhân chất độc da cam với những hoạt động thiết thực và ý nghĩa, mang tình người ấm áp, có phần xoa dịu phần nào nỗi đau mất mát trong họ. Ông Lê Văn Xanh, xã Tống Văn, huyện Phù Cừ mang trong mình chất độc hóa học, sức khỏe yếu, điều kiện sống khó khăn. Nhiều năm qua, vợ chồng ông sinh sống trong căn nhà nhỏ xuống cấp. Vừa qua, gia đình ông được các cấp, các ngành trong tỉnh hỗ trợ 80 triệu đồng, trong đó từ Quỹ bảo trợ nạn nhân chất độc da cam huyện Phù Cừ hỗ trợ hơn 30 triệu đồng để cùng gia đình ông xây ngôi nhà mới. Tôi xây được căn nhà khang trang, sạch đẹp và rất vui mừng và phấn khởi. Từ năm 2015 đến nay, toàn huyện cũng đã vận động xây dựng quỹ bảo trợ nạn nhân chất độc da cam, tổng số tiền trên 5 tỷ đồng, giúp cho các nạn nhân giảm bớt khó khăn và có cuộc sống dần ổn định hơn. Đến hết tháng 6 năm 2024, toàn tỉnh có trên 4.000 nạn nhân chất độc da cam đang được hưởng chế độ trợ cấp hàng tháng. Trong số các nạn nhân chất độc da cam, có 128 người bị di chứng nặng với tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 81% trở lên. Thông qua các cuộc phát động ủng hộ nạn nhân da cam, từ năm 1998 đến nay, toàn tỉnh đã vận động xây dựng Quỹ bảo trợ nạn nhân chất độc da cam được hơn 86 tỷ đồng. Từ nguồn kinh phí này, toàn tỉnh đã thực hiện hỗ trợ cho trên 118.000 lượt nạn nhân chất độc da cam với số tiền gần 70 tỷ đồng. Bằng các hình thức như hỗ trợ sinh kế, tặng sổ tiết kiệm, hỗ trợ xây mới, sửa chữa nhà ở, tặng quà, khám bệnh, cấp thuốc. Việc của mình thì ngoài cái vấn đề về kinh doanh thì chúng tôi cũng luôn là chia sẻ với cộng đồng và luôn mới có trách nhiệm đối với cộng đồng. Thì đây là những cái nguồn lực mà chúng tôi cũng rất là cố gắng để có những sự chia sẻ nhất định cho những cái đối tượng liên quan đến có những hoàn cảnh khó khăn, đấy là những cái người mà yếu thế ở xã hội. Thì trong thời gian qua, đơn vị đã phối hợp tiến hành khảo sát, nắm bắt tình hình tâm tư nguyện vọng, nhu cầu và tình hình sức khỏe của nạn nhân, để trên cơ sở đó đề xuất những giải pháp để trợ giúp phù hợp, thiết thực và hiệu quả nhất cho nạn nhân. Và trong thời gian tới thì đơn vị sẽ tiếp tục phối hợp để tuyên truyền vận động để xây dựng quỹ bảo trợ nạn nhân chất độc da cam và phối hợp với các cơ quan chức năng để thực hiện tốt chế độ chính sách cho nạn nhân để giúp họ vươn lên hòa nhập cộng đồng. Bằng những việc làm thiết thực và ý nghĩa, tỉnh Hưng Yên từng bước khẳng định vai trò là chỗ dựa vững chắc, là mái nhà chung, đồng thời là nơi kết nối những tấm lòng nhân ái, sẻ chia của cộng đồng đối với các nạn nhân chất độc da cam trên địa bàn tỉnh. Thưa quý vị và các bạn, Hưng Yên cơ bản kiểm soát tốt tình hình dịch bệnh sốt xuất huyết, tuy nhiên vẫn rất cần nâng cao ý thức của người dân trong phòng chống dịch bệnh này với các nguyên tắc cơ bản là tăng cường diệt loang quang, bọ gậy và diệt muỗi, chống muỗi. Đây là đánh giá của Đoàn Công tác Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương tại cuộc kiểm tra, giám sát, chỉ đạo công tác phòng chống dịch sốt xuất huyết đen quê trên địa bàn tỉnh Hưng Yên diễn ra sáng nay. Từ đầu năm đến nay, Hưng Yên ghi nhận 58 ca bệnh sốt xuất huyết ở 10 huyện, thị xã, thành phố, cao hơn so với cùng kỳ năm 2023. Tuy vậy, các ca bệnh đều đã được giám sát và điều trị kịp thời, không có trường hợp tử vong, chưa ghi nhận ổ dịch sốt xuất huyết trên địa bàn tỉnh. Tại huyện Văn Lâm, địa phương có vị trí tiếp giáp cửa ngõ của thủ đô Hà Nội,
Đến thời điểm này ghi nhận 8 ca bệnh đã được điều trị khỏi. Một tháng nay không phát hiện ca nào mới tại cộng đồng. Tuy nhiên, kết quả tiến hành điều tra giám sát vector truyền bệnh sốt xuất huyết tại một số hộ gia đình trên địa bàn xã Trương Chắc và thị trấn Như Quỳnh, huyện Văn Lâm của đoàn giám sát cho thấy tỷ lệ các hộ dân còn các dụng cụ chứa nước có bọ gậy vẫn ở mức cao và mật độ bọ gậy trong các dụng cụ chứa nước cũng cao. Qua cái giám sát thì chúng ta thấy rằng là vẫn còn có những cái ổ bọ gậy mà chúng ta phát hiện được. Ví dụ như là ở các cái chậu nước này, ở các cái xô mà đựng nước mưa này, thế rồi là ở một số dụng cụ phế thải này. Và có thể nói rằng là đối với lại ổ bọ gậy này ấy, thì vẫn còn, thì có nghĩa là vẫn có thể là có nguy cơ mà lan truyền bệnh sốt đanh nếu như mà chúng ta không có tiếp tục phát huy cũng như là củng cố những cái công tác phòng chống sốt mạnh mẽ hơn trong thời gian tới. Đặc biệt là chúng ta biết rằng là Văn Lâm cũng như là Hưng Yên là một cái địa bàn gần thủ đô Hà Nội, do vậy nên cái nguy cơ mà lây truyền bệnh sốt đanh chúng ta là hiện trước mắt. Dịch bệnh sốt xuất huyết ở nước ta đang tiếp tục có dấu hiệu gia tăng. Tích lũy từ đầu năm đến nay, riêng khu vực miền Bắc đã có gần 10.000 trường hợp mắc sốt xuất huyết. Trong đó, một số thành phố lớn như Hà Nội ghi nhận trên 1.500 ca bệnh, Hải Phòng ghi nhận trên 5.000 ca bệnh. Hiện nay, đang trong giai đoạn thời tiết mùa hè nắng nóng, mưa nhiều, đồng thời cũng đang trong dịp cao điểm du lịch hè 2024. Nguy cơ mắc, lây truyền, các bệnh truyền nhiễm tăng cao, trong đó có bệnh sốt xuất huyết trên địa bàn tỉnh. Do vậy, đoàn giám sát kiến nghị các địa phương tiếp tục tăng cường tuyên truyền, nâng cao nhận thức của nhân dân trong việc chủ động phòng chống dịch bệnh sốt xuất huyết, triển khai các hoạt động vệ sinh môi trường, diệt loang quang bọ gậy trên quy mô rộng, đảm bảo đầy đủ thuốc, trang thiết bị, máy móc điều trị, tổ chức tốt việc thu dung điều trị bệnh nhân. Văn Lâm là gần Hà Nội cũng không thể chủ quan được. Cho nên trong thời gian tới, chúng tôi sẽ đẩy mạnh phối kết hợp với lại các ban ngành ở huyện, xã tổ chức tổng vệ sinh để làm sao là thu gom phế thải cũng như là khơi thông cống rãnh làm sạch môi trường. Mùa này là chúng ta, ví dụ chúng ta đi vùng dịch về, ví dụ như ta đi từ Hà Nội về thấy người mệt mỏi, đau người, đau hô mắt, đau vùng gan phải mà thấy là người sốt như triệu chứng cúm thì chúng ta cần phải đến trạm y tế để xác nhận có phải sốt huyết không, và chúng ta không tự ý chữa bệnh ở nhà, lên trạm y tế để theo dõi để phòng những cái biến chứng, và sốt huyết chúng ta hoàn toàn chữa khỏi được khi chúng ta chữa sớm, điều trị sớm để tránh được cái tử vong. Thời gian gần đây trên địa bàn huyện Văn Lâm xảy ra một số vụ trộm cắp tài sản nghi do nhóm 3 đến 4 đối tượng là người nước ngoài lợi dụng sơ hở đêm tối đột nhập vào các công ty doanh nghiệp trên địa bàn, rồi dùng xà cầy bằng kim loại cậy phá két sắt lấy tiền và các tài sản có giá trị. Bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ, công an huyện Văn Lâm đã phát hiện nhóm 3 đối tượng có quốc tịch Trung Quốc là Wei Yongzheng, sinh năm 1984, Linh Hai Dê, sinh năm 1978 và Linh Sikai, sinh năm 1981. Sáng sáng ngày 25 tháng 7 năm 2024, cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Văn Lâm đã phát hiện 3 đối tượng vừa đột nhập vào công ty cổ phần Hapico Hải Phòng tại thị trấn Trường Sơn, huyện An Lão, thành phố Hải Phòng để cậy phá két sắt, trộm cắp tài sản và đang di chuyển về hướng Hà Nội. Công an huyện tổ chức lực lượng chặn bắt 3 đối tượng tại trạm thu phí số 1 quốc lộ 5, địa phận xã Lạc Hồng. Qua kiểm tra trên người và phương tiện của các đối tượng, lực lượng công an đã thu giữ số tiền 41 triệu 300 nghìn đồng, một xe máy và nhiều dụng cụ để thực hiện hành vi trộm cắp tài sản. Khám xét khẩn cấp chỗ ở của 3 đối tượng tại khu đô thị Vinhomes Ocean Park, huyện Sa Lâm, thành phố Hà Nội đã phát hiện thu giữ nhiều trang sức bằng vàng và số tiền là 89 triệu 700 nghìn đồng. Đấu tranh mở rộng, cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Văn Lâm đã làm rõ rạng sáng ngày 18 tháng 7 năm 2024, 3 đối tượng trên đã đột nhập vào công ty cổ phần Đức Minh và công ty An Phú đều có địa chỉ tại huyện Văn Lâm để cậy phá hai két sắt, trộm cắp tổng số tiền là 36 triệu đồng. Ngày 5 tháng 8 tại huyện Ân Thi và thành phố Hưng Yên xảy ra hai vụ đuối nước làm hai người tử vong. Nạn nhân đầu tiên là em Nguyễn Thành Đê, 15 tuổi, ở thôn Bình Hồ, xã Quảng Lãng, huyện Ân Thi. Đê cùng bạn bè bơi lội tại một kênh mương thủy lợi ở khu công nghiệp số 5 và không may bị đuối nước. Nạn nhân thứ hai là anh Nguyễn Văn Tê, 38 tuổi, hiện đang sống tại phường Hồng Châu, thành phố Hưng Yên. Anh Tê tắm tại sông Hồng, đoạn phà Yên Lệnh cũ và bị đuối nước do không được phát hiện và cấp cứu kịp thời nên đã tử vong. Quý vị và các bạn thân mến, thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình thời sự hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.